It's the most beautiful time of the year. Lights fill the streets spreading so much cheer. Mặc dù từng cơn gió lạnh và những cơn mưa cuối năm làm cho không khí thêm rét buốt và ẩm ướt hơn, nhưng lòng người lại cảm thấy ấm áp và đông đầy tình yêu thương. Người ta trao tặng cho nhau tình yêu, sự chia sẻ, trao cho nhau những điều tốt đẹp và cùng nhau lắng nghe những bài thánh ca trong mùa lạnh giá này. Quý vị từ đài Việt Show TV KTSF 26.6 kính chào quý vị khán giả đang xem đài. Quý vị đang đứng trong nhà thờ San Francisco Caprini. Đêm nay là một đêm rất tuyệt vời khi tất cả các ca đoàn của Giáo xứ Đức Mẹ La Vang tập trung về đây để có một đêm hội tấu khúc Bethlehem năm 2014. Với truyền thống hàng năm của Giáo xứ St. Patrick, nay đổi tên thành Giáo xứ Đức Mẹ La Vang tại San Jose. Đây là năm thứ 11 Giáo xứ tổ chức đêm nhạc thánh ca tấu khúc Bethlehem. Mỗi năm, chương trình được dàn dựng quy mô và chất lượng hơn bằng chính sự đóng góp của các giáo dân và những nhà hảo tâm nhiệt tình khác. Trong đêm nhạc này, giáo xứ có 17 ca đoàn và 250 ca viên trình diễn gần 20 tiết mục phong phú và đặc sắc như ca múa, hợp xướng, kịch ngắn, thu hút hàng ngàn giáo dân đến tham dự mỗi năm một đông hơn. Đây là một nỗ lực vô cùng lớn lao của các linh mục và những người đứng đầu liên ca đoàn trong suốt nửa năm để thực hiện đêm nhạc truyền thống này. Các ca viên của những ca đoàn đã hy sinh thời giờ quý báu của họ trên đất Mỹ bận rộn để luyện tập vất vả, bất kể trời mưa nắng thất thường, và đem lời ca tiếng hát như những thiên thần của họ vào lòng người nghe.
cho chú. Con là Quốc Việt từ đài Việt Show TV KTSF 26.6. Dạ, xin cho con hỏi là chú tên gì ạ? Tôi tên là Phạm Phú Thứ. Dạ, các trưởng và các đoàn Mẹ Thiên Chúa. Cảm ơn chú. Hôm nay chú đến đây thì cảm giác của chú khi mà tham gia chương trình hôm nay là như thế nào ạ? Đó là một niềm rất là hạnh phúc cho các đoàn, vì đa số các đoàn là những người rất là lớn tuổi, người cao tuổi nhất là 84 và người nhỏ tuổi nhất là 55. Đó là một cái niềm vui rất là lớn lao cho các cụ. Hôm nay chú đi với gia đình hay là đi với ai? Đi với con cháu. Dạ vâng. Thì chú thấy năm này chương trình có gì khác biệt so với những năm khác không ạ? Năm nay nó sẽ có nhiều cái tiết mục rất là hấp dẫn hơn, là vì lý do thứ nhất là nó chia ra làm 3 chương trình rõ ràng. Chương trình của thời cựu ước, rồi chương trình truyền tin và sau cùng với chương trình của Giáng sinh. Thì năm nay nó rất là tổng hợp, rất là hay. Cao cung lên khung nhạc thiên thần chúa. Đây cũng là lần đầu tiên các cha trong giáo xứ đứng cùng nhau và cất lên tiếng hát của bài thánh ca Cao cung lên. Nỗ lực của các cha đem lại cho mọi người không chỉ qua các thánh lễ và bài giảng, mà còn qua những sự kiện, những chương trình khác nhau, mà tấu khúc Bethlehem là một ví dụ điển hình để liên kết tất cả mọi người lại thành một cộng đồng lớn mạnh. Công giáo, Giáng sinh không chỉ dành riêng cho gia đình, cho những người theo đạo Thiên Chúa, mà đây còn là dịp để họ chia sẻ yêu thương, hy sinh cho nhau, cho những giá trị tốt đẹp nhất của xã hội. Không ai có thể sống ích kỷ trong chính vỏ óc của mình mà có thể tồn tại được lâu dài. Những tấm lòng nhân ái không màng đến bản thân luôn hoạt động một cách âm thầm, không phân biệt chủng tộc, màu da, tiếng nói. Chỉ có một ngôn ngữ duy nhất trên thế giới. Đó chính là ngôn ngữ của tình yêu. Shuffling.
đi châu Phi mà con đi bao lâu? Mẹ à, con chỉ đi có một năm thôi, con qua bên đó để giúp đỡ những người nghèo khó mà không được chăm sóc y tế đầy đủ, và cũng để biết được tình yêu của con với nghề và sẵn sàng phục vụ và chăm sóc những người nghèo ở đó. Anh nghĩ sao? Nhớ phải đọc kinh mỗi tối nha con. Con bây giờ con đã trưởng thành rồi, con có những cái quyết định của con. Thôi bây giờ thôi, con thổi bánh sinh nhật đi và make a wish đi con. Người tham dự không chỉ đến đây theo truyền thống hàng năm, mà họ còn tìm kiếm những giá trị tốt đẹp hơn qua việc lắng nghe những bài hát Giáng sinh mà họ đã thuộc nằm lòng. Mỗi năm, họ đều tìm thấy những điều mới mẻ và ngạc nhiên của chương trình đem lại. Uy tín của chương trình ngày một lan rộng hơn trong cộng đồng Công giáo tại San Jose và các vùng lân cận. Chương trình họ làm rất là đầy đủ chi tiết và rất là hay. Dạ, cô đã đi chương trình này được mấy năm rồi ạ? Dạ, cô thường thường thì cũng đi thì cũng có năm đi, cũng có năm nếu mà bận thì cũng không có đi được. Nhưng mà thường xuyên thì cũng rất là mong cái ngày Noel này để mà được đi thưởng thức với lại nhà, để cần giống như là cho tâm hồn mình lên tới Chúa, để gần tới Chúa hơn. Các em nhỏ cũng đóng góp một phần quan trọng qua các tiết mục biểu diễn của mình. Với sự hồn nhiên dễ thương, những tài năng nhỏ sớm bộc lộ giọng ca thiên thần cũng như khả năng trình diễn nhạc cụ của mình. Các em sẽ làm được những điều lớn lao hơn nữa trong tương lai. Đây chính là điều vô cùng tốt đẹp mà cộng đồng người Việt của chúng ta tại Mỹ đã thực hiện rất thành công. Đó là giúp các em giữ gìn tiếng nói người Việt, phát triển tài năng của các em, hướng các em nhỏ đi theo những con đường tốt đẹp phía trước. Rejoice again, I say.
Xin cha cho con biết một số đôi nét về cha được không ạ? Vâng, tôi là cha Lợi và chân sư giáo sư Đức Mẹ La Vân anh. Dạ. À, thưa cha, đây là năm thứ mấy mình đã tổ chức chương trình Bethlehem hôm nay ạ? Dạ thưa anh, năm nay là năm thứ 11 của giáo sứ tổ chức tốt khúc Bethlehem. Và năm nào cũng như giống như vậy, và càng ngày càng nhiều và càng tốt đẹp hơn, dạ thưa anh. Kính thưa cha, năm nay thì chương trình của mình có gì khác so với những năm trước ạ? Dạ thưa Vân, ngày năm nay thì đặc biệt hơn là có nhạc nhạc đoàn Thánh Linh, là một cái nhạc đoàn rất là trẻ của giáo sứ. Và giáo sứ trong tương lai sẽ đào tạo những các em để mà hiếu học về kinh nhà thánh nhạc và cùng chung với giáo sứ để cùng hát để mà chúc tụng Thiên Chúa anh. Thưa cha, cha có điều gì muốn gửi đến khán giả đang xem đài Việt Show TV không ạ? Kính thưa khán giả, trong cái niềm hân hoan và vui mừng trong ngày hôm nay, tôi xin đại diện quý cha cùng toàn thể giáo dân xin gửi lời chúc mừng Giáng sinh cùng với quý ông bà và anh chị em. Trong cái dịp này, chúng ta được nhận hòa của Thiên Chúa, đó là ngôi lời nhập thể, con của Thiên Chúa. Và chúng ta dùng món quà đó chúng ta chia sẻ cho nhau. Chia sẻ cho nhau đây là chúng ta chia sẻ thời gian, nụ cười và hành động của chúng ta trong cái đời đơn sơ của chúng ta. Tôi hy vọng quý ông bà và anh chị em trong năm mới này, chúng ta hãy cùng nhau chúc với nhau trong cái tình yêu của Thiên Chúa. Sau khi ra về, ta có thể thấy được những nụ cười và sự bình an trong tâm hồn họ, mặc cho cơm áo gạo tiền, mặc cho thế giới còn quá nhiều đau thương mất mát. Sự bình an là liều thuốc làm cho lòng người lắng động hơn. Đây chính là kết quả tốt đẹp nhất mà chương trình đem lại cho người nghe. Không phải ở mức độ hoành tráng của tiết mục biểu diễn, không phải số lượng người tham dự, mà chính là những giá trị tinh thần, tiền bạc không thể mua được. Những ca khúc trong chương trình Tối Khúc Bethlehem thực sự đã đem lại sự bình an và yên bình trong lòng mọi người. Quý vị từ Việt Show TV KTSF 26.6 xin chúc quý vị một mùa Giáng sinh hạnh phúc bên gia đình. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau.